nhà chỗ này chuẩn bị sẽ là từ nhiêu này bọn nó là quý từ nhiều nhiêu nhỏ thì ta sẽ nếu muốn nó nhung bé xong đâu giữa lớp lớp xong thế giờ giờ từ nhiêu dùng đâu cần cầu thế quý từ nhiêu mình nhỏ nhiêu chỉ tao lo thế giờ nhỏ không mà bé xong đâu sẽ chế chúng chỉ tao lo hàng thế tu nhỏ nhu thì nó dễ tu nhỏ nhu ở nhà đâu cần cầu lên à chuyện nhà nhỏ nhu thì nó sẽ tất gì mà tu bộc bọn lên đâu thế ạ nếu con đâu đâu chơi cứ chơi cú cần cầu thế thì mình nhỏ nhu mẹ anh nó là cú lò cú chỉ tồn tại hàng thế này nhỏ con thế y đỏ thì in đi chứ giờ lên nó dùng đi gì lên chỉ tôi mua nên đấy thế ta chỉ mà một tí cái cũng mua đấy ạ cô giờ tôi nhỏ như ở lo cần cầu thế nào thế như rồi đó nếu chỉ tôi mua nó nhiều hơn cho chỉ tôi to nhiều hơn thì thế luôn nó sẽ ạ do trong một cơ còn nên tôi to nhiều là nó cũng nếu giờ thế như ở lo cần cầu thì là theo nếu quân đầu giờ cái rồi này đâu tôi chờ lo mà tôi chờ giá chờ giá tôi chờ lo thế này ạ tự nhiên này tự nhiên mà khăn nó rối sập lời nè chỉ đâu cho một cơ thế chị chọn cho tôi nó rối bộ vịt sản nó sẽ dặm cho tôi cho nó rối chọn tôi mà lấy cháp vịt chế sa chỉ bảo luyện nó lo sẽ dọn đâu đi cha sa hả thầu cho mẹ nó được cuốn đâu tàu lời dạy cần cầu lên lời theo ta sẽ mà mình nhớ như sẽ chế chuẩn chỉ tôi dùng cho một cơ thế dạy cũ chỉ tôi cơ thế ạ rồi giờ cha muốn nữa cho tôi khi nó rối thì nó về chuẩn tôi là cha một khi chuẩn rồi là cha tôi nó rối thế